Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 4, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Tây Ban Nha tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2022. Điển hình kinh tế tập thể hợp tác xã ở Quảng Nam linh hoạt để thích ứng. Một những điều trông thấy có phóng sự đề cập thực trạng tảo hôn ở huyện Phước Sơn. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, sáng nay bà Pilar Mendes Jimenez, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Tây Ban Nha tại Việt Nam, cùng đoàn tham tán kinh tế và thương mại, các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Bày tỏ ấn tượng và kỳ vọng với các chương trình phát triển bền vững của Việt Nam, của Quảng Nam thời gian gần đây, đại sứ Pilar Mendes Jimenez đặc biệt dành sự quan tâm đối với tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Tây Ban Nha và doanh nghiệp Việt Nam tại miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng, bày tỏ mong muốn doanh nghiệp hai phía hiểu sâu hơn về nhau thông qua cầu nối đại sứ quán. Cùng với mối quan hệ ngoại giao trên các lĩnh vực, hiện tại trên địa bàn Quảng Nam có 3 doanh nghiệp Tây Ban Nha đang đầu tư với tổng vốn gần 14,8 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực công nghiệp may mặc, công nghiệp chế biến chế tạo. Những doanh nghiệp này hiện đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Quảng Nam. Bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với mối quan hệ ngoại giao hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam Tây Ban Nha, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã trao đổi với đoàn tham tán thương mại đại sứ quán Tây Ban Nha những thông tin về sự phát triển của thành phố Tam Kỳ và các dự án của thành phố trong tương lai, tầm quan trọng về mặt địa lý và chính trị trong việc quản lý tài nguyên nước và năng lượng, phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời trao đổi một số lĩnh vực hợp tác ban đầu, nhấn mạnh một số lĩnh vực Quảng Nam có tiềm năng và thế mạnh cũng như định hướng quy hoạch của tỉnh trong phát triển dư địa và những dự án cơ hội mà các doanh nghiệp Tây Ban Nha có thể quan tâm, nghiên cứu. Tiếp đó, đoàn tham tán kinh tế và thương mại, đại sứ quán Tây Ban Nha và các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã có buổi họp kỹ thuật với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan của tỉnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và Tổ thẩm định của tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm thẩm định công tác xây dựng đề án vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam. Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao 69 biên chế công chức, 7 hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68, Nghị định số 161. Năm 2022, biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, Nghị định số 161 dự kiến bố trí theo vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường là 70 biên chế công chức, tăng một chỉ tiêu để bố trí vị trí Phó Giám đốc Sở vừa được bổ nhiệm năm 2021, 8 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, Nghị định số 161. Với khối lượng công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm đã rất lớn. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao triển khai nhiều luật chuyên ngành mới được ban hành, như luật đất đai, luật khoáng sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Do đó, khối lượng công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tăng lên rất nhiều. Với số lượng biên chế được giao năm 2022 là 69 người và yêu cầu lộ trình phải tinh giản biên chế hàng năm sẽ rất khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của sở. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân thống nhất với đề án vị trí việc làm của sở, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp thu toàn bộ ý kiến tổ thẩm định, rà soát văn bản chỉ đạo của tỉnh trung ương, đồng thời tích cực phối hợp với Sở Nội vụ sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm. Trong đó tập trung làm rõ thực trạng đề án, công tác thực hiện chỉ tiêu biên chế được cấp trên phân bổ, xây dựng kế hoạch bổ sung biên chế trong giai đoạn tiếp theo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, tập đoàn Sen Group tổ chức lễ trao tặng xe cứu thương cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, sau đó bàn giao xe cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Việc trao tặng xe cứu thương thể hiện tình cảm trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sen Group đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân tại địa phương. Đây là một trong những mẫu xe hiện đại có đầy đủ tính năng ưu việt nhất dành cho đội ngũ y tế để cấp cứu cho bệnh nhân. Tập đoàn Sen Group hy vọng xe cứu thương sẽ giúp cho địa phương có thêm phương tiện vận chuyển bệnh nhân cấp cứu một cách nhanh chóng, kịp thời hơn, góp phần mang lại sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho người dân. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều lĩnh vực của địa phương này đã có bước phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì buổi họp báo. Tốc độ tăng trưởng quý 1 năm 2022 ước tăng trên 11% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với cả nước, là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp đã có bước phục hồi ấn tượng với mức tăng trưởng trên 15,6%.
Kinh tế xã hội phục hồi tốt giúp tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 8.744 tỷ đồng, bằng 38% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã dần phục hồi tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế khang khá cao. Khu vực thương mại dịch vụ có dấu hiệu khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì tốt sản xuất. An sinh xã hội được đảm bảo và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được tập trung cao độ. Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đã nêu một số câu hỏi liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh như là đất đai, môi trường, tai nạn giao thông, v.v. Với tinh thần cầu thị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang và đại diện các sở ngành địa phương liên quan đã trực tiếp trả lời từng nội dung mà các phóng viên nêu ra. Đối với những nội dung chưa trả lời cụ thể tại buổi họp báo, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục lắng nghe và trả lời thấu đáo những nội dung mà các cơ quan báo chí còn băn khoăn. Thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội, sáng nay Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước cùng đoàn công tác của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Qua 5 năm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cùng với việc tham mưu ban hành chính sách văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Sở Tài chính cũng đã lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, bao gồm kế hoạch đầu tư công hàng năm. Tổng số kinh phí tiết kiệm cho cả giai đoạn lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó có khoản tiết kiệm 10%, cải cách tiền lương, tiết kiệm chi thường xuyên, tiết kiệm chi đầu tư. Sở Tài chính cũng đã tiến hành lập thẩm định kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2016-2020 và 2021-2025. Lập thẩm định phê duyệt và giao thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025. Cùng với ghi nhận nỗ lực của ngành tài chính trong việc kiểm soát thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội cũng tìm hiểu phân tích một số tồn tại trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nguyên nhân chính của hầu hết các vụ lãng phí sử dụng ngân sách chưa đúng quy định, những trở ngại trong đánh giá sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở một số lĩnh vực đặc thù cũng đã được đoàn ghi nhận tổng hợp và có ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tới. Nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu để theo dõi đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách liên quan, sáng nay Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố số liệu kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2021. Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam đã tiến hành quan trắc môi trường đối với 106 điểm quan trắc, tập trung vào 6 thành phần môi trường, gồm nước mặt đối với sông hồ, nước dưới đất, nước biển ven bờ, môi trường không khí xung quanh, đất và trầm tích, với tần suất 1 tháng 1 lần đối với nước mặt và không khí xung quanh, 3 tháng 1 lần đối với nước dưới đất và nước biển, 1 năm 1 lần đối với đất và trầm tích. Qua kết quả số liệu quan trắc cho thấy chất lượng nước sông hồ, hàm lượng chất rắn lơ lửng TSS đạt yêu cầu quy chuẩn. Tuy nhiên, một số nhánh sông, hàm lượng TSS vẫn còn cao vào mùa mưa. Trong 3 tháng đầu năm, nguồn nước ở các sông không có dấu hiệu ô nhiễm coliform, ngoại trừ rải rác một vài điểm quan trắc cục bộ bị ô nhiễm. Đối với chất lượng nước dưới đất, nước biển ven bờ, độ pH đo được phần lớn các mẫu phân tích nằm trong giới hạn quy định. Riêng hàm lượng sắt trong tháng 9 năm 2021 có đến 5 trên 6 vị trí lấy mẫu vượt mức quy định. Chất lượng môi trường không khí xung quanh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng cường độ tiếng ồn ở các nút giao thông đều vượt quy chuẩn. Các thông số kim loại nặng trong môi trường đất và trong trầm tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng tại vị trí sông Bồng Miêu, hàm lượng arsen vượt 4,8 lần và chì vượt 3,46 lần. Thưa quý vị, năm 2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam đã lựa chọn được 51 hợp tác xã điển hình tiên tiến để tuyên dương nhân rộng. Các hợp tác xã điển hình tiên tiến đại diện cho sự năng động sáng tạo với những cách làm hay hiệu quả, tạo sự phát triển bền vững cho kinh tế tập thể hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã điển hình không chỉ dần thích nghi với tình hình dịch bệnh mà còn đứng vững bằng sự linh hoạt trong quản lý điều hành, đạt mức tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận, hỗ trợ tích cực cho thành viên. Xác định làm cầu nối đảm nhiệm các dịch vụ nông nghiệp để hỗ trợ thành viên. Những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Điện Phước không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ, hướng dẫn sản xuất và khuyến nông, cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ lúa giống, thủy nông và điện. Hàng năm, diện tích xạ hàng trên các cánh đồng lúa đạt hơn 80%, bán ứng trước cho nông dân hơn 400 tấn phân bón NPK. Hợp tác xã còn liên kết với các công ty triển khai sản xuất 1.200 đến 1.300 tấn lúa giống, doanh thu hơn 10 tỷ đồng và lợi nhuận 200 đến 400 triệu đồng.
đồng thời đem lại cho nông dân tham gia chương trình này khoản thu nhập thêm hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ nguồn vốn tích lũy, hợp tác xã trích một phần để chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng với 50 đến 60 triệu đồng một năm. Vừa năm gần đây thì đã hỗ trợ rất lớn cho hợp tác xã trong cái việc là xây dựng cánh đồng lớn này, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, cũng như là hỗ trợ trong cái việc đồ tổ tập huấn cho cái cán bộ hợp tác xã. Bên cạnh đó thì cũng có một số chính sách hỗ trợ về cái mặt mà đẩy nhanh ứng dụng khoa học tiến bộ trong nông nghiệp. Cho nên thì qua đó cũng giúp cho hợp tác xã duy trì được hoạt động, thay đổi cái phương thức hoạt động bên để là nhằm cái mục đích cuối cùng là duy trì phát triển và hỗ trợ cho tốt nhất cho thành viên và bà con nhân dân trên địa bàn. Từ chỗ đa phần hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, những năm gần đây, loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện một số ngành nghề sản xuất kinh doanh mới. Dù chưa nhiều, song đây lại là những điểm sáng với nhiều mô hình khá hiệu quả, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả đã xuất hiện và thành công ngay giữa thời điểm chịu áp lực của đại dịch COVID-19. Nhiều hợp tác xã, mô hình kinh tế tập thể đã tạo dựng được thương hiệu vị trí của mình bằng chính sự năng động, tự chủ trong tổ chức hoạt động, xây dựng nhiều sản phẩm OCOP chất lượng, có chỗ đứng trên thị trường, cho thấy sự năng động của bản thân các hợp tác xã để có thể thích ứng nhanh với thị trường. Cái về liên kết chuỗi giá trị thì hai năm năm đầu đó thì về đạo thì nói chung là cái nguồn đất cũng chưa được hiệu quả thì chuyển qua lúa giống, thì khi tết đầu sang thì lùng lúa giống thì năm vừa rồi rất là hiệu quả về cái lúa giống và được liên kết với công ty giống Thái Bình thì thuận lợi về vấn đề là mua tươi. Từ việc thay đổi tư duy làm kinh tế, việc đầu tư ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp, mở thêm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phục vụ thiết thực cho lợi ích kinh tế thành viên và lợi ích cộng đồng cũng được đông đảo hợp tác xã, các mô hình kinh tế tập thể chú trọng. Cái sự chuyển mình liên kết giữa người dân, rồi hợp tác xã, rồi từ hợp tác xã liên kết với các tập đoàn lớn, thì cái sự chuyển mình này thấy rõ ràng. Cái thứ hai nữa là cái hợp tác xã thì theo tôi thấy là những cái vùng miền với vùng cao, vùng xa xôi thì người ta vẫn biết ứng dụng thương mại điện tử để họ đưa sản phẩm ra bên ngoài. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho các hợp tác xã kiểu mới hiện nay. Từ kết quả hoạt động của mình, các hợp tác xã không chỉ đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và người lao động, góp phần đưa hợp tác xã ngày càng lớn mạnh và đứng vững trên thị trường, mà các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia và trở thành trụ cột vững chắc ở địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Chiều nay, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2024. Nhiệm kỳ 2019-2022 thực hiện nghị quyết Đại hội Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam lần thứ 9 với tinh thần tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xung kích trong phong trào đoàn, sáng tạo, nhiệt huyết, tạo bước đột phá trong chuyên môn nghiệp vụ. Công tác đoàn, phong trào thanh niên Chi đoàn nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả cụ thể. Ban chấp hành Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam triển khai kế hoạch thực hiện chương trình tình nguyện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị mạnh thường quân tổ chức thăm và tặng quà cho nhân dân xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, đơn vị kết nghĩa của đài nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương tổ chức đoàn bác sĩ khám mắt và phẫu thuật mắt miễn phí cho người bị bệnh mắt. Phối hợp với công ty mũ bảo hiểm Á Châu Asia tặng 300 áo mưa và 300 áo thun cho học sinh, tặng 50 suất quà trị giá 20 triệu đồng cùng những phần quà cho bà con xã Trà Dơn. Đây là hoạt động ý nghĩa thường niên do chi đoàn tổ chức nhằm góp phần giúp nhân dân xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My vượt qua khó khăn trước mắt do ảnh hưởng của thiên tai, có cái Tết đầy đủ hơn. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, chi đoàn cũng phối hợp cùng công đoàn cơ quan thăm tặng quà xã Kết Nghĩa Trà Dơn, huy động 2 tấn rau củ quả để hỗ trợ bà con vùng cao. Nhiệm kỳ đến, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn bằng những chương trình hành động, những việc làm cụ thể thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2022-2024 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, việc tái diễn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn luôn là một thực trạng đáng buồn của toàn xã hội. Có những em đang trong lứa tuổi học trò,
rồi phút chốc trở thành các ông bố bà mẹ trẻ. Thậm chí có trường hợp mẹ tảo hôn rồi dẫn đến con tảo hôn. Những đứa trẻ sinh ra không có sự chăm sóc chu đáo, cuộc sống nghèo khó cứ đeo bám nhiều phận đời, phận người. Phóng sự vừa được thực hiện tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sinh năm 2004, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Song nhìn bề ngoài, Hồ Thị Thịnh không khác gì đứa trẻ mới lớn. Vậy mà cô bé Thịnh đã bỏ học lấy chồng cách đây 3 năm. Khi đó, Thịnh đang học lớp 10 trường huyện. Thông qua mạng xã hội Facebook, Thịnh quen chồng ở dưới xuôi. Thế là bỏ học và cưới nhau theo phong tục đồng bào Pơ Nông. Có chồng khi còn tuổi ăn tuổi học, mọi công việc trông con, chăm lo gia đình để một tay mẹ của Thịnh lo liệu. Không nghề nghiệp ổn định, không biết cách làm vợ, làm mẹ. Giờ đây cô bé Thịnh mới bắt đầu hối hận về việc lấy chồng sớm. Quen chồng em ở trên mạng thôi, nhưng mà ưng nhau cũng lâu rồi. Với lại giờ con bé này cũng khó khăn. Chồng thì đi làm một mình nuôi, với lại một mình thì nuôi cũng không tìm cũng không được bao nhiêu. Có buồn, muốn quay không muốn lấy chồng sớm. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, phải chấp nhận thôi, với làm rang giờ. Biết nó khổ thì vẫn khổ, nhưng mà đã lỡ rồi nhưng mà không biết làm rang. Nỗi lòng của cô bé Thịnh không phải là câu chuyện cá biệt ở thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Tại tổ dân phố số 4, cô bé Hồ Thị Thảo cùng lấy chồng, sinh con từ năm mới 16 tuổi. Cha mất sớm, từ ngày có con, chồng Thảo bỏ về làng cụ sinh sống, để lại hai mẹ con cô bé mới lớn bám víu vào bà ngoại. Mẹ của Thảo là bà Hồ Thị Phim, mang thân phận là bà ngoại. Song Phim cũng chỉ mới sinh năm 1988. Mẹ tảo hôn, con cũng lấy chồng chưa đủ tuổi. Cuộc sống nghèo khó đeo bám hai mẹ con người phụ nữ Pơ Nông từ năm này qua năm khác. Mình nói hắn rồi, biểu hắn đừng có lấy chồng sớm. Thấy nhà má khổ, hắn không nghe thì đi chơi bạn bè rứa, rồi lỡ có bầu thôi. Chứ cái thằng nó cũng không cưới không hỏi gì hết, rồi cứ chờ lỡ có đứa con này, không biết họ có sống được với nhau hay không. Chờ hai mẹ con cũng ở mình chứ. Hắn thích thì đi, cũng không thì rứa. Rứa mà không tâm trú tâm bán cho hết, chứ đúng tuổi nữa, cả hai người chưa đúng tuổi. Thì trừ cũng hai Thảo, hai mẹ con với lại mẹ nhỏ. Việc tảo hôn thì đặc biệt là năm 2021 vừa rồi là có tới 7 trường hợp. Đấy, còn các năm thì là thường thường là 6 trường hợp, có năm thì 9 trường hợp. Nói chung là các năm nào cũng có. Thế cái việc mà các cháu tảo hôn thì dẫn đến là cái khu dân cư thì không năm nào đạt được khu dân cư trong sạch vững mạnh. Theo Phòng Dân tộc huyện Phước Sơn, tính đến cuối năm 2021, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Phước Sơn là 40 trường hợp, giảm so với cuối năm 2020 là 3 cặp. Tình trạng tảo hôn tại Phước Sơn tuy có giảm, song không hề đáng kể và không bền vững. Tảo hôn không chỉ đẩy nhiều cô gái, chàng trai Pơ Nông mới tuổi 15-16 ở huyện Phước Sơn rơi vào cuộc sống đói nghèo, thất học, bệnh tật, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dân số cũng như nhiều hệ lụy khác. Đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ra khỏi những bản làng vùng cao vẫn là câu chuyện cam go và chưa có hồi kết tại huyện miền núi Phước Sơn. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ sẽ là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt.